Xin chào bà con, cô bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu con xe đạp em đã mua một năm rồi. Mua từ hôm 11 tháng 11 năm 2016. Trông khá là bụi bặm vì dạo này em ít tập thể dục. Em ít đi nên vứt em nó ở nhà. Vâng, vứt xóa đó. Vâng, đây là toàn cảnh của em nó. Trông vẫn rất là xinh tươi. Kiểu dáng thể thao. Xe đạp tích cực kia. Ok, và bây giờ em sẽ nhấc bổng em nó lên. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàn. Đạp rất chi là thích. Mỗi tội em nó không có xăm nên ngồi rất là đau đít. Nên khi mua về các bạn mua thêm cái yên khoảng 100.000 thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua xe đạp tích cực yên này với giá rẻ. Ok, trong kênh YouTube của mình cũng có cái video mở hộp cái xe đạp này rồi. Các bạn có thể vào kênh YouTube của mình để xem lại video này. Thì sắp tới cách mạng mua sắm 12 tháng 12 năm 2017 trên Lazada sẽ bán cái xe đạp này. Hiện tại họ đang bán với giá là 1.371.000 miễn phí vận chuyển. Và xe đạp tích cực kia này thì có hai loại. Một loại là cái cổ bình thường mình đã mua, và loại thứ hai là loại cổ sừng dê thì đắt hơn, đang bán với giá là 1.500.000. Hôm nay cái xe đạp này sẽ có giá khá là tốt, khoảng hơn 1.000.000 thôi. Áp được mã giảm giá nên khá là rẻ. Nên đây là dịp để các bạn mua được cái xe đạp với giá tốt nhất. Chắc chắn đây là xe đạp thể thao giá rẻ nhất trên thị trường rồi. Có rất là nhiều màu. Đây các bạn có thể xem là màu cam, màu xanh, xanh đỏ tím vàng có hết. Hoặc là mình mua về mình có thể tự sơn được theo ý thích của mình. Xe đạp này đi khá là thoải mái và nhẹ. Nhược điểm của nó là êm bông chút thôi. Như mình đã nói là chúng ta sẽ đầu tư thêm cái yên. Giá khoảng 100.000 thì sẽ êm mông thôi. Ok, cái link mua này thì mình sẽ để ở dưới mô tả video trong comment video này nhé. Và các bạn nhớ lưu lại video này để hôm đấy nhớ để mua sản phẩm này không lại quên. Chúng ta sẽ chọn một màu bất kỳ như màu xanh này chẳng hạn. Rồi đặt hàng. Tiếp tục. Có mã giảm giá thì chúng ta sẽ áp ở đây. Vào đặt hàng thế là xong. Rất là đơn giản. Hoặc là xe đạp cổ sừng dê này nhìn khá là đẹp. Tham gia nhóm một mã giảm giá .com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm ta thêm .com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Như vậy là video này mình đã giới thiệu tới các bạn cái xe đạp thể thao giá rẻ nhất trên thị trường. Các bạn cảm thấy video ích hãy like, chia sẻ lên kênh nhóm hoặc Facebook cá nhân. Và đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất, mã giảm giá mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Có yêu cầu làm video gì thì comment bên dưới luôn nhé. I'm